Hôm nay Nga và chị Hương sẽ chia sẻ một cái chủ đề rất là thú vị luôn. Đó là nước hoa dành cho học sinh và sinh viên, cả nam và nữ luôn. Nước hoa được cho là một cái mặt hàng xa xỉ. Vậy thì liệu nó có phù hợp để dùng cho học sinh và sinh viên trong môi trường đi học hàng ngày hay không? Chị Hương nghĩ sao về chủ đề này ạ? Hương nghĩ là ai cũng thích thơm hết, nên là nước hoa sẽ dành cho tất cả mọi người. Còn đối với những bạn mà học sinh sinh viên thì chúng ta cần có một cái sự năng động, cái sự trẻ trung. Và chắc chắn là cái cơ thể của chúng ta rất là hay dễ ra mồ hôi. Và nước hoa nó sẽ góp phần tạo nên cái sự thoải mái tinh thần cho các bạn. Vậy thì chị có thể chia sẻ những cái chai nào mình nên ưu tiên để cân nhắc không chị? Đối với các bạn nam á, thì thường Hương thấy ở cái độ tuổi này các bạn sẽ rất là dễ hay đổ mồ hôi và rất là thích chơi thể thao, nên là các bạn nên lựa chọn một cái mùi hương mà mang một cái cảm giác tươi mát, dễ chịu, nhưng mà nó phải lưu hương lâu đó, thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn nam. Hương thấy có một cái dòng nước hoa đó chính là cái chai nước hoa Versace Bua Thơm. Thì đây là cái chai nước hoa Hương rất là thích, bởi vì cái tông mùi của nó sẽ là cái tông mùi của dương sĩ và có một sự kết hợp giữa đầu toka, nên là khi mà lên da của mình cái độ tỏa hương và cái độ lưu hương nó rất là tốt. Nên các bạn nam chúng ta có thể lựa chọn cái mùi hương này để mà nó mang lại cái sự năng động, sự thoải mái tinh thần cho các bạn. Nếu mà những bạn mà thích cái tông mùi ấm hơn, và đặc biệt là những bạn mà thích thể thao nè, hay là dân mà chuyên tập gym hay là chơi bóng rổ rồi đó, thì Hương thấy các bạn thường lựa chọn một cái mùi nước hoa, đó là dòng nước hoa CKB. Nó sẽ có một chút gỗ, nhưng bên cạnh cái gỗ đó thì một cái thành phần mà nó có thể dùng được cho cả nam và nữ luôn, đó chính là một cái loại hoa là lavender. Thì đây là dòng nước hoa unisex và rất là phù hợp đối với những bạn mà thích cái phong cách thể thao, thích cái sự ấm áp hơn một chút, nhưng mà nó rất là trẻ nha. Nước hoa nam có rồi, phải nước hoa nữ thì mình dùng những chai nào chị? Nước hoa nữ mà theo Hương suốt cả một cái thời sinh viên á, đó là một cái cảm giác là khi mà mình rất là đang nóng bức, khó chịu, đúng không, thì một cái chai nước hoa mình xịt cái là mình tỉnh luôn á. Đó chính là cái dòng nước hoa CK1. Thì Hương biết là chai nước hoa này chắc chắn là sẽ rất là nhiều bạn thích rồi. Tại vì có những bạn mà mua cái chai này là đến chai thứ 3, thứ 4 rồi. Quen với cái cảm giác của cam chanh, một cái sự tươi mát và có pha một cái chút trà xanh. Nên là cái mùi hương của nó sẽ tạo một cái sự rất là dễ chịu. Còn những bạn nữ mà thích mùi nó nữ tính hơn một chút thì sao chị? Nữ tính hơn một chút thì chúng ta nên lựa một cái mùi nó có một cái sự ngọt ngào, dễ chịu. Nhưng mà ngọt ở đây là không phải là ngọt nồng, mà ngọt ở đây là ngọt dễ thương. Thì các bạn có thể thấy được một cái chai nước hoa, đó là dòng nước hoa ghét hồng, thì nó có một cái vị là của tuyết tùng và hoa hồng. Đây là hai cái mùi hương tạo một cái sự trẻ trung và một sự tươi mát. Và cái chai nước hoa này đặc biệt là nó sẽ lưu hương lâu và tỏa hương rất là xa đó. Thì Hương thấy với các bạn sinh viên thì chúng ta lựa chọn những cái mùi hương, ví dụ như những chai này thì nó tầm khoảng là vài trăm, hoặc là thậm chí là những chai bự thì nó sẽ hơn 1 triệu một chút thôi. Còn nếu mà tiết kiệm hơn thì có thể lựa chọn những loại mini nè, hoặc là các bạn có thể lựa chọn những cái dòng nước hoa mà nó là dạng chiết 10 ml thì nó là dạng xịt như thế này, thì Hương thấy nó cũng khá là ok. Dạ vâng. Vậy thì những bạn nam thì chúng ta có thể cân nhắc đến những dòng Versace Bua Thơm hoặc là những dòng như là CKB. Còn bạn nữ thì chúng ta lựa chọn CK1 hoặc là Ghét Hồng này. Nga tin là một cái mùi hương nó sẽ làm cho các bạn có thêm những cái cảm hứng mới và có thêm năng lượng để chúng ta hoạt động cả ngày dài luôn. Nga tin chắc rằng sau cái video này thì những bạn nam và nữ sinh viên thì chúng ta sẽ lựa chọn được cho mình một cái mùi hương để mà hoạt động, vui chơi, học hành nguyên cả ngày, không có cảm thấy mệt mỏi nữa. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hỏi đáp nước hoa số tiếp theo nha.